Hello cả nhà. Hello các tình yêu, tôi đang đi đến Vô Tranh, Thái Nguyên. Chưa bao giờ ngủ một giấc ngon như thế. Ngủ từ lúc 8 giờ tối hôm qua đến tận 8 giờ sáng hôm nay mọi người. Đi xuống đây chả có ai chơi với mình. Hello cô. Thấy cặp trâu đấy không, nhưng mà đi qua anh chả nhìn thấy đâu cả. Ừ. Ở chắc là khoảng 2 ngày đấy lên nữa. Khoảng chắc 2 ngày đấy thì lên. Nói chung là đi về quê tôi mới được ở trên này nó mất sóng, tôi không có online các bà được. Tôi ngủ một giấc từ 8 giờ tối đến 8 giờ sáng, thật sự cuộc đời 20 năm trong đời đi chơi Facebook bây giờ được ngủ một giấc như vậy đấy. Vậy thì bà kiếm cái gì ăn? Tí nữa là sẽ là có cái trận nhập rất là ghê gớm. Cho qua dòm nhé. Cơ ngơi nhà chồng tôi nhé, cơ ngơi chồng tôi rất là nhiều đất. Có không? Thấy không? Hello em. Đây vườn táo của nhà chồng tôi. Nhà trái cây tùm. Thích ăn quả nào vật quả đấy. Thích xử quả nào ta ăn quả đấy. Đó. Quả này con tôm không sống cần thị. Em bị cận thị đấy, cái kính cận thị đeo này. Lấy kính cho đeo đàng hoàng đấy, không nhìn thấy à? Không, cận thị không nhìn thấy, có nhòe nhòe. Không cần biết như thế nào, cái này là không ai ăn thì tôi ăn này. Đó. Đây là giò xào của ông Nhân ông mới làm đây. Đúng không? Đây là ông Nhân. Anh ông Nhân. Đây ông Nhân đâu? Cái gì? Đây là bếp này, đây ông Nhân. Đây. Về quê mà không ăn cái đầu giò là ngu. Mà bây giờ mà giờ không ăn đấy. Mà giờ mà không ăn tí xíu nữa nhậu chúng nó quất cho mình chết. Anh ơi này, ăn cái này xong tí nữa đứa nào quất 3 ly vào mồm mà chỉ có chết thôi. Không cần biết cuộc đời. Ừ. Ui ơi. Ai gọi Trang? Cho Trang cái gì vậy? Em mới giảm 5 cân rồi. Thôi kệ đi, sexy thế này không ăn thì mang tội. Ăn cái này xong béo 7 cân.
béo lắm. Bác làm miếng ăn đi. Đang xào miếng à chị? Ờ, nhân miếng. Không liên quan đến đâu béo. Không béo. Em ăn thêm chết đi chị. Chết. Đi ăn cố thích cái là ăn phúc. Đi ăn cố thích cái là ăn phúc. Bác ạ. Đi ăn cố thích cái là ăn phúc. Ngon nhất. Xong một tí nữa vào kia uống thôi. Không thấy bao giờ say. Cái trong ba lô, cái ba lô đen trên giường ấy, mở ba lô đen trên giường trong đấy. Hello cả nhà. Chờ chờ ông cảnh chụp hình cho đi xấu lắm. Tự chụp cho lành. Nói xấu có thấy mặt liền. Nhờ ông cảnh chụp hình xấu lắm. Tôi chụp 3 giây. Chụp gì mà toàn chụp đất không à. Nói chung là cái thể loại này chỉ có uống rượu thôi. Chán. Không anh ạ, nhờ chụp bức hình mà chụp toàn mặt đất thì không chán lắm. Tụi mẹ chụp cho nào. Định không mặc cái quần dài đâu, mặc quần đùi, cái áo này mặc cái quần đùi mới đẹp. Nhưng mà vì quan khách hơi nhiều. Còn đôi cái quần này thì mặc cái quần crop top mới đẹp. Noel nắng như giờ này ở Hà Nội là đẹp tươi rồi đó. Mời bác vào trong nhà. Các tình yêu ở Sài Gòn đừng có ra đường nhiều, đông lắm. Đi ăn uống giờ này lúc nào cũng đắt. Cứ ở nhà order đồ về, làm vài chai rượu là ngon. À, trông cũng được, nói chung là mặc quần dài này trông nó lại hơi bị Hàn Quốc. Thank you.
Nói chung là có một tối Noel thôi mà tôi mua 4 cái áo len. Có một cái buổi Noel thôi mua 4 cái áo len mặc từ hôm qua giờ chưa hết. Trời ơi, cái áo len mua đẹp ghê vậy đó. Dương thì đẹp. Đáng lẽ phải mua sớm hơn để mặc ở Sài Gòn đi chơi vài ngày. Thì ra ngoài này trời lạnh mặc nó mới đẹp. Mà lại không được về Hà Nội, tức ghê vậy đó. Tí nữa nhậu. À tí nữa nhậu ở đây xong là em đi lên Vĩnh Tường, Vĩnh Tường Vĩnh Phúc. Đó. Vĩnh Tường Vĩnh Phúc là đi đám cưới. Lại nhậu cả tối. Lại nguyên ngày mai xong mà bay về Sài Gòn, nhậu xong đi về Sài Gòn. Tối mai Sài Gòn không ai đón tôi. Đi suốt chứ sao Duyên? Chúc cả nhà một mùa Giáng sinh vui vẻ, an lành và cố gắng cuối năm chúng ta làm việc kiếm tiền nỗ lực. Có một cái Tết gọi là cái Tết vui vẻ, bình an và đầy đủ cho gia đình của chúng ta. Mặc cho những ai ghét mình cứ đi chơi thôi. Nhẫn này cái nhẫn Di nhé, mọi người liên hệ tâm linh đá Di. Mọi người ai cũng hỏi mình mấy cái vòng này nhá. Mấy cái vòng này này mọi người qua cái Facebook là tâm linh đá Di. Thỉnh bên đó cái sợi này thì không có nhá. Cái sợi này chỉ có một sợi thôi. Mà mình đã thỉnh rồi. Đó. Còn đâu những cái Di mà Di ba mắt, Di hai mắt hay là Di sen để tâm tịnh này. Đó em mà bất chấp cái bọn Atifan đấy các chị tưởng. Cái túi này đúng màu Noel không ấy chị? Cái túi này đúng màu Noel. Trời ơi. Một năm rồi mới về hàng lắm ấy chị. Với bao bản thân và cô giáo hiền như yêu quê hương cắp sách tới trường trong muôn vàn yêu thương. Đấy. Thằng bé này sáng đi chảy táo. Cô ăn cũng được. Ở đây trẻ con hát bài em yêu trường em. Ở đây các bé hát bài em yêu trường em. Còn ở nhà tôi, con tôi hát cái bài gì? Mấy anh bắt chia tay. Khổ ghê vậy đấy. Đang ngồi chờ các đồng đội từ Hà Nội xuống để làm vài ly rượu. Cái này là rất đẹp. Đẹp tuyệt vời. Màu rất đẹp, màu rất tươi. Chết chết cái mặt hơi tái, đánh cái son cái con. Mùa lạnh này nha, mùa lạnh này đánh cái phấn này là đỉnh cao luôn. Mùa lạnh mà dùng cái phấn này là đỉnh cao mấy chị. Trời ơi, chị nào mà mùa lạnh cái phấn kem này đỡ không nổi luôn. Lần lúc live stream cả hai cái luôn. Đâu cái live stream này cơi lại. Tại vì cái máy bên này, trên này sóng xéo nó kém mọi người. Quánh cây son cho biết Noel. Em đang ở Vô Tranh đó chị. Vô Tranh Thái Nguyên. Màu đỏ. Noel đánh màu đỏ. Son màu 20 nha mọi người. Đang chơi cá sấu lên bờ. Túi này anh em mới về. Cái túi rất là đẹp. Chị nào mua cái túi này em tặng cái kính nè. Mua cái túi em tặng cái kính.
em cố gắng nuôi tóc từ giờ đến Tết nó sẽ ngang đây đẹp này. Ok chưa mọi người? Trời ơi, cái quần này em mua trên Shopee, mua trên Shopee 340.000. Cái áo này mua trên TikTok. Son 335.000 chị ơi. Chị Nga ơi, son 335.000 chị. Đồng hồ nhà em bán nha. Di thì mua bên Tâm Linh Đá Di. Mọi người thấy em mặc set đồ này đẹp không? Mọi người thấy em mặc set đồ này đẹp không? Màu sắc là có ok không mọi người? Mọi người khen em một câu coi. Cái vòng này em thỉnh bên Thái Lan. Vòng này thỉnh bên Thái Lan nữa chị. Các cụ ngồi đây, các cụ lớn tuổi, các cụ ngồi đó coi đi ra đây. Ngồi đây chờ các đồng đội đến. Đi ăn cỗ ở quê là vui nhất. Áo không bắp. Một cái Noel. Thật là đảm đang. Thấy da rẻ lắm nha. Thấy da rẻ như này nha. Thấy da rẻ nhé. Úi giời. Ê thằng Phi lâu đâu đến chưa? Trời thần. Ngồi đây là sóng mạnh nhất vì ngồi gần cục wifi. Một cái Noel mà mua 4 cái áo len lận mấy bà à? Chứ không phải một cái đâu, mua 4 cái áo len. Bị bệnh lắm, mặc từ hôm qua giờ là 3 cái rồi. Tự mặc từ giờ tối cố quay 4 cái clip chứ có bài giờ mà có đầu tư. Noel tôi có đầu tư. Không phải em mặc có 2 cái đi giày. Xong chả hiểu cái shop để em bấm thế nào. TikTok mà. TikTok mà anh hiểu không? Ờ cũng được. Đúng rồi, 19 tháng 2 là em phải ra đây này. Mùng 9 tháng 2 phải ra đây. Bà Quế Lương má về. Ok để em chốt luôn mùng 7 nhá. Tập vé liền.
ra ngoài này cỡ 15 độ mọi người. 15 độ. 15 độ thôi. Đi ra tiếp khách nhé, ra về nhà.